Xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả anh em yêu thích và đam mê hoa lan rừng đã đến với kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thì cũng ngoài lề một chút, mình có lấy được một đơn thuốc dạ dày về để chia sẻ cho anh em. Người ta nói là có bệnh thì vái tứ phương. Đấy, nhưng mà một cái đơn thuốc của mình thì mình chia sẻ cho rất là nhiều anh em rồi, nhiều bạn bè rồi, và cũng rất là nhiều người đã uống cái loại rễ cây này và đã hết được bệnh viêm loét dạ dày nha các bạn nhé. Mình chia sẻ cho các bạn đó là bệnh chỉ một cái đặc trị, đó là viêm loét dạ dày thôi. Chứ còn nếu như các bạn bị tá tràng hay đại tràng thì mình không, nói chung là về y học thì mình không nắm được lắm, nhưng mà cái người mà người ta lấy thuốc để chia sẻ cho mình thì mình cũng chia sẻ nguyên xin như vậy cho các bạn. Đấy, và đơn thuốc của mình thì cũng đã rất là nhiều anh em sử dụng thử và cũng mấy năm nay rồi. Đấy, có những đồng chí là chơi cũng khá là lâu rồi. Đấy, thế là cũng vô tình thì bảo là bên kiểm lâm ở huyện Than Uyên, thì vô tình bảo anh ơi em bị đau dạ dày, viêm loét dạ dày, dạo này là không rượu chè gì được rồi. Thế thì cũng vô tình là mình cũng có biết được cái bài thuốc này thì mình đã lấy thử cho đồng chí. Tên là nick Facebook là Lê Nam, chống sống tại huyện Than Uyên, câu lạc bộ hoa lan của Than Uyên. Đấy là con chuột bạch, mình có thể nói là con chuột bạch. Thì mình cũng nói chuyện với bạn đồng chí là anh có bài thuốc nhưng mà chú thử uống xem, nếu như khỏi, nếu không khỏi chú làm chuột bạch thì thí nghiệm. Đấy thì khi mà sau khi uống 5 ngày thì khỏi khỏi bệnh, tức là bây giờ 3 năm nay rồi không thấy đau lại. Còn bệnh viêm loét dạ dày thì nó mình cũng khẳng định với các bạn là nó cũng không thể triệt để được, nhưng mà thôi thì chúng ta đỡ được ngày nào, đỡ đau được ngày nào thì đỡ bớt được khó chịu. Mà khi các bạn bị đau dạ dày hay là bị đau răng ấy, thì nếu các bạn thực ra con người lúc nào cũng cảm thấy bức bách, ức chế, xong là nảy sinh nhiều cái vấn đề, đó là rồi là này nọ cáu bẳn với đủ thứ. Lúc nào có nghĩa con người ta khi bị đau thì không thể nào tươi tỉnh được, không thể cười đùa được. Đấy. Mà khi đi uống rượu là không không được uống rượu là cũng thèm lắm. Đấy. Ví dụ như thế, bởi vì đang cuộc vui mà cuộc vui thì phải có rượu. Đấy thì mình cũng chia sẻ đó cho anh em thôi. Anh em cảm thấy tin tưởng thì anh em cứ thử dùng. Đấy, một đơn thuốc như này mình chia sẻ cho mọi người giá là 700.000 đồng. Về cách uống thì các bạn về một đơn này, các bạn chia ra làm 5 5 lần, 5 5 gói nhỏ. Đấy, 5 gói nhỏ các bạn nhé. Mỗi một gói nhỏ này các bạn uống trong vòng 1 ngày. Tức là các bạn uống như nước bình thường. Cái cây này thì nó có cái mùi thơm rất dễ chịu, dễ uống, chứ nó không đắng hay là gì cả, hay là nhặn nhặn hay là gì, nói chung là dễ uống, uống như nước 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 uống thôi. Các bạn đun thật nhiều lần vào. Các bạn uống càng nhiều càng tốt. Đấy, 5 lần. Cứ một lần một ngày đun xong, uống xong thì các bạn bỏ cái đơn đun này đi, sang ngày mai lại đơn tiếp. Và liên tục trong vòng 5 ngày. Theo như mình thì các bạn cũng nên tránh cay nóng. Chứ còn thực tế là thì cái và cái người mà lấy người người mà lấy thuốc cho mình ấy thì họ cũng dặn không cần phải kiêng gì đâu. Nói chung người dân thì người ta cũng thật, người ta nói không cần phải kiêng gì đâu, cứ uống càng nhiều càng tốt. Kể cả đang uống mà chẳng may có bạn bè cũng uống rượu và thì cũng không 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 ảnh hưởng gì đến cả. Có thể thì là chia sẻ cho các bạn là thực sự là mình biết thì mình chia sẻ cho các bạn là như vậy. Còn các bạn tin tưởng hay không thì đấy là việc của các bạn, bởi vì bây giờ là rất nhiều thầy lang, rất nhiều thầy thuốc. Mình thì cũng không phải là thầy thuốc, mình chỉ là một người chơi và thích sưu tầm hoa lan thôi. Nhưng thấy những cái bài thuốc hay như thế này thì mình đã thử cho anh em dùng rồi và cũng đã chia sẻ cho anh em dùng rồi, cảm thấy hiệu quả thì mình mới chia sẻ cho các bạn. Và đây cũng là lần thứ ba mình chia sẻ cho các bạn. Nhưng hôm nay thì mình nói rõ ràng hơn, cụ thể hơn để cho các bạn, cho những anh em không may bị viêm loét dạ dày thì các bạn có thể dùng thử. Đấy, còn thuốc tây bây giờ nó rất ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Và mình cũng có thời điểm là mình đã uống thuốc tây. Thuốc tây thì nói với các bạn là khi mà dùng thuốc tây nó sẽ ảnh hưởng đến xương cốt, cho nên là các bạn vì bất đắc dĩ thì chúng ta phải uống thuốc. Nhưng nếu như có những cái bài thuốc hay thì các bạn cũng nên thử. Đấy là theo ý mình là như vậy, còn tùy các bạn. Mình đã uống rồi, cũng thử rồi và rất dễ uống.
Anh em có thể thông tin liên hệ là Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Số điện thoại là 0987 829 002. Đấy, bài thuốc thì rất đơn giản. Và cái người dân người lấy cái cây này cho mình, người ta nó là về giữ. Thứ nhất nó là cái bài thuốc có thể nói là gia truyền. Hai nữa là người ta sẽ không bao giờ người ta nói cho mình đó là cây gì, bởi vì mình biết thừa đây là một cái cây dễ tươi. Dễ tươi thì phải có lá, nhưng người ta không bao giờ người ta lấy lá cho mình. Đấy là một cái bài thuốc. Thôi thì chúng ta cũng không quan tâm về cái vấn đề lá liếc hay cây gì, miễn sao là các bạn uống vào mà hợp thầy thuốc khỏi thì mình cũng rất là mừng, rất là cả là mừng cho anh em. Tự dưng là mình lại làm thêm được cái món, đó là chia sẻ cho anh em cái bài thuốc rất là hay. Đấy, vâng, thì thôi thì xin clip xin được tạm dừng tại đây. Anh em có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp với mình, và nếu mà các bạn chưa hiểu rõ lắm về cái cách uống thì mình có thể trực tiếp chia sẻ thêm cho các bạn. Vâng, rất cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả anh em đã thường xuyên theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.